Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào như vậy. Trước khi lên xe, Song Yi treo túi xách lên gương chiếu hậu, sau đó đeo găng tay, rồi đeo kính, cuối cùng mới khởi động xe. Song Yi ngồi xe hát hò ầm ĩ. Mấy chiếc xe đằng sau định vượt lên vì thấy cô đi quá chậm. Nào ngờ cô lại hiểu nhầm rằng bọn họ muốn chào mình. Hello mấy chế, là Song Yi nè. Thật là, chào đón mình hoành tráng quá đi. Thấy xe hết xăng, Song Yi vội vàng đi tới trạm xăng. Đổ dầu cho tôi, xăng hay dầu diesel ạ? Đổ dầu cho tôi, đầy bình. Nhân viên đổ xăng ngây ngốc nhìn cô. Lúc này Song Yi phát hiện không thấy túi xách của cô đâu cả. Túi của mình ở đâu rồi nhỉ? Nhân viên đổ xăng ngại ngùng gõ cửa xe, rồi đưa túi xách cho cô. Sau khi đổ đầy xăng, nhân viên đưa cho Song Yi một tờ hóa đơn. Nào ngờ sau khi nhận lấy, cô lại đưa cho anh một tấm card có ký tên mình. Đến khi nhân viên phản ứng lại thì cô đã lái xe đi mất rồi. Vì ngày hôm nay phải tham gia thi tuyển nên Song Yi đã đi tới trường đại học. Nào ngờ vừa dừng lại đã bị chiếc xe đằng sau tông vào. Song Yi định ba mặt một lời với người tài xế kia thì phát hiện hắn là một phóng viên. Bởi vì tên phóng viên đó biết cô ở trên xe nên mới cố tình gọi cô ra ngoài cho bằng được. Xin lỗi, tôi không cẩn thận tông vào xe cô rồi. Cô xuống xe một chút được chứ? Song Yi kêu hắn ta cứ đi đi. Nào ngờ đối phương nhất quyết không tha cho cô. Rất nhanh Song Yi đã bị phóng viên và người qua đường bao vây. Thấy đến giờ thi rồi mà Song Yi vẫn chưa tới, Min Jun bèn đến gần cửa sổ để xem cô đã đến hay chưa. Nhờ khả năng nghe siêu phàm, anh đã phát hiện ra Song Yi đang gặp rắc rối. Khi Song Yi đang không biết phải làm thế nào thì anh giáo của chúng ta đã xuất hiện và ngăn chặn tên phóng viên vô duyên kia lại. Anh dùng kiến thức pháp luật phong phú và ngôn ngữ sắc bén để khiến hắn ta không thể mở lời. Nhìn người đàn ông đã giúp mình hết lần này đến lần khác, trái tim cô dường như có chút rung động. Trước sự bảo vệ của Min Jun, Song Yi lấy lại bình tĩnh và xuống xe. Sau đó Min Jun nói với cô không làm sai gì cả, vì vậy cô không cần phải sợ. Anh ta là ai thế? Thấy mọi người bắt đầu nghi ngờ, Song Yi nhanh trí phối hợp với Min Jun, sau đó kéo anh rời đi trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Phóng viên định chụp lại cảnh này, nào ngờ một sức mạnh nào đó đã khiến tất cả máy ảnh đều không thể hoạt động được. Vì thời gian thi đã hết nên Min Jun dẫn Song Yi tới bảo tàng trường đại học. Nhưng Song Yi ghét nhất là mấy chỗ như viện mỹ thuật này. Nào ngờ vừa dứt lời đã bị một chiếc châm cài tóc của viện bảo tàng thu hút. Không hiểu sao cô lại cảm thấy man mác buồn, bởi vì chiếc châm cài đó chính là di vật mà cô tặng cho Min Jun trước khi chết vào 400 năm trước. Song Yi nhờ Min Jun đưa cô đến công viên để cùng Hui Kyung đón sinh nhật. Cô còn muốn mời anh cùng ăn cơm với mình. Nào ngờ Hui Kyung lại kịch liệt phản đối. Min Jun cũng không muốn hai người họ cãi nhau nên trực tiếp quay đầu rời đi. Vì muốn giúp tâm trạng của Song Yi tốt hơn, Hui Kyung đã thuê cả công viên và dẫn cô đến vòng đu quay hồi nhỏ cô thích nhất. Bởi vì không yên tâm nên mới đi được nửa đường, Min Jun đã dùng sức mạnh để nhìn hai người từ đằng xa. Vừa hay nhìn thấy bọn họ đang vui vẻ bên nhau, Min Jun bỗng chốc cảm thấy có chút thất vọng. Cùng lúc đó, Hui Kyung lần nữa bày tỏ tình cảm của anh với Song Yi. Em và người nhà em, miễn là anh còn sống, anh sẽ chịu trách nhiệm. Min Jun định nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng âm thanh phía xa cứ không ngừng văng vẳng trong đầu anh. Nếu bây giờ em không muốn trả lời thì để sau nói cũng được. Không, bây giờ em sẽ trả lời anh. Khi Song Yi chuẩn bị trả lời Hui Kyung thì Min Jun đột nhiên quay lại. Anh dùng sức mạnh của mình để khiến thời gian dừng lại. Lúc này anh hy vọng thời gian sẽ dừng lại mãi, bởi vì chỉ có như vậy anh mới không phải nghe thấy câu trả lời của Song Yi. Đã từng có khoảnh khắc tôi mong thời gian ngừng lại chỉ vì tôi không muốn nghe một câu nói mẹ cùng với em trai đến thăm con gái làm minh tinh của mình, nhưng nhấn chuông mấy lần mà không có ai mở cửa. Em trai định để quà ở khu bảo vệ rồi rời đi. Nào ngờ mẹ Song Yi vẫn cố chấp ấn mật mã mở cửa, lần đầu không nhập đúng. Sau một hồi suy nghĩ, bà liền nhập kiểu mật mã đơn giản nhất. Lúc này cửa thực sự đã mở ra. Hyun Jae kinh ngạc nhìn mẹ mình, con nhóc này không có duyên với mấy cái thứ phức tạp đâu, phức tạp quá nó không nhớ nổi. Vừa đi vào, hai người họ đã phát hiện Song Yi chỉ là đang đánh răng mà thôi. Gì thế, rõ ràng con ở nhà sao không mở cửa cho mẹ? Con là Song Yi đấy, cứ bấm chuông là mở cửa sao? Mẹ xem an toàn là trò đùa chắc, để mật khẩu đơn giản thế này mà dám nhắc tới an toàn à? Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Hyun Jae đi ra mở cửa. Một người đàn ông đưa cho anh một món quà. Mẹ Song Yi tưởng rằng đó là quà của fan tặng nên lập tức mở ra kiểm tra. Nào ngờ bên trong có một con chuột đã chết. Hyun Jae đuổi theo người giao hàng đó, nhưng hắn ta đã lái xe đi mất rồi. Vì chuyện này nên sau khi mẹ và em trai rời đi, Song Yi đã đi tới nhà Min Jun. Cô muốn ở nhà anh một khoảng thời gian. Min Jun vốn định từ chối vì chuyện ngày hôm qua, nhưng sau khi phát hiện cô không đeo nhẫn đính hôn nữa, cộng với những việc Song Yi gặp phải ngày hôm nay, Min Jun liền thay đổi ý định. Anh cầm lấy tay Song Yi sau đó kéo cô vào trong nhà. Song Yi kể hết những áp lực mà cô phải chịu đựng cho Min Jun nghe. Cô cảm thấy tương lai của mình vô cùng mờ mịt. Vừa mới chấm dứt hợp đồng với công ty, lại đến việc phải đền bù cho đối tác khiến cô không thể thở nổi.
có phải cô đã sai khi từ chối lời cầu hôn của Huy Kiêu ngày hôm qua không? Min Jun lập tức cảm thấy lo lắng sau khi nghe cô nói vậy. Kết hôn với một người chỉ vì tài sản của người đó là một suy nghĩ sai lệch. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Min Jun vẫn quyết định ở bên bảo vệ Song Yi. Đêm đó, Min Jun vui đến mức như muốn nhảy cẫng lên vậy. Sáng ngày hôm sau, anh đã nghe lời Song Yi mua chiếc điện thoại đầu tiên trong đời mình. Từ ngày hôm đó, Min Jun bắt đầu nhận chuyển phát nhanh và đưa cơm cho cô. Hôm nay, quản lý cũ của Song Yi đã đưa cho cô một chiếc ví. Đó là chiếc ví mà Yuja đã đánh rơi trong phòng vệ sinh khi tham gia hôn lễ. Song Yi vô tình làm rơi chiếc ví xuống đất. Cùng lúc đó, một chiếc USB rơi ra. Song Yi tò mò cắm chiếc USB vào máy tính để kiểm tra. Bên trong phát đoạn video một cô gái đang cầu xin Yuja. Khi Song Yi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Hóa ra Min Jun đã mua món mì udon mà cô thích nhất. Trong lúc hai người đang ăn mì, Min Jun phát hiện con gấu bông bên cạnh có vấn đề. Anh nhìn chằm chằm vào mắt của con gấu bông, sau đó trực tiếp giật nó ra. Hóa ra con mắt đó chính là một chiếc camera ẩn. Ngày hôm sau, Min Jun đưa Song Yi tới cửa hàng quần áo để lấy đồ. Khi Song Yi ra khỏi cửa hàng, Min Jun phát hiện một người mặc đồ đen định ám sát cô. Sau khi cứu được Song Yi, Min Jun dùng sức mạnh của mình để khiến cho tên mặc đồ đen kia ngã sõng xoài, rồi vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Lúc này cảnh sát gọi đến báo cho Min Jun biết rằng tên áo đen kia đã bị bắt. Anh vội vàng rời khỏi bệnh viện rồi đi tới đồn cảnh sát. Nhưng Min Jun chưa đi được bao lâu, một người đàn ông đeo khẩu trang đã đi vào phòng bệnh và tiêm cho Song Yi một mũi thuốc mê. Tên áo đen thừa nhận bản thân là người tặng cho Song Yi món quà hôm trước, nhưng hắn ta không phải là kẻ đã đặt camera vào con gấu bông. Min Jun cảm thấy có gì đó không đúng. Anh vội vàng quay trở lại bệnh viện, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Song Yi đâu cả. Vừa tỉnh lại, Song Yi liền nhận ra bản thân ở trên một chiếc xe đang lao nhanh về phía trước. Trợ lý Do. Đây có lẽ là cảnh phim để lại nhiều ấn tượng nhất của truyền hình Hàn Quốc. Min Jun từ trên trời bay xuống ngăn không cho Song Yi rơi xuống vách núi. Nhưng khi Song Yi xuống xe lại phát hiện trước mắt không có lấy một bóng người. Cô không ngừng gọi tên Min Jun nhưng chẳng có ai đáp lại. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Sau khi biết Song Yi gặp chuyện, Huy Kyung lập tức lái xe đến vách núi. Anh ôm Song Yi đang run rẩy vào trong lòng, rồi đưa cô trở lại bệnh viện. Vừa hay Min Jun cũng trở về và gặp được hai người. Song Yi hỏi Min Jun có phải anh đã xuất hiện cứu mình hay không. Nhưng Min Jun lại giả vờ nói rằng bản thân vừa từ đồn cảnh sát trở về. Nói xong liền rời đi. Huy Kyung tưởng rằng vì Song Yi sợ hãi nên cô mới nhìn thấy ảo giác, vì vậy đã đứng bên cạnh ân cần an ủi cô. Huy Kyung à, cảm ơn vì anh đã ở đây. Min Jun đứng từ xa nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn đôi tay đã bị kính xe đâm phải, trái tim anh tự dưng đau nhói. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân sắp rời khỏi trái đất, anh quyết định âm thầm chịu đựng tất cả. Mà Che Kyung chính là người đã đứng sau chuyện này. Hắn chất vấn đàn em tại sao lại để Song Yi thoát được. Đàn em rõ ràng đã đẩy xe của cô tự trôi dốc. Đột nhiên một người đàn ông từ đâu xuất hiện. Bọn chúng định tiến tới kiểm tra, nhưng lúc này người mặc đồ đen bỗng dưng xuất hiện trước mặt chúng. Hai người chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh ngất. Lần nữa tỉnh lại, bọn chúng đã nằm ở nơi cách xa vách đá đó. Mặt khác, vừa quay về nhà, Min Jun đã nghe thấy tiếng hét của Song Yi. Hóa ra nhà Song Yi đã bị ai đó lật tung lên. Min Jun vội vàng chạy tới hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Anh định vào nhà Song Yi để kiểm tra thì bị cô ngăn lại. Sao vậy? Tôi sợ bên trong có người. Min Jun không còn cách nào khác đành phải đưa cô về nhà mình ở một khoảng thời gian. Lúc này Song Yi phát hiện bàn tay Min Jun bị thương. Cô hỏi tại sao anh lại bị thương như vậy. Min Jun chỉ trả lời qua loa rằng là do bản thân không cẩn thận. Từ ngày hôm đó, hai người họ bắt đầu sống chung với nhau. Song Yi mặc đồ của Min Jun, còn tự luyến cảnh cáo anh đừng rung động với mình. Lúc này Min Jun trực tiếp đứng dậy, rồi cầm bình hoa ở bên cạnh lên. Cô thấy cái bình này thế nào? Đẹp không? Anh có ý gì? Song Yi đang đứng trước mặt tôi bây giờ, đối với tôi chẳng khác gì đồ sứ, con chó, cái cây. Vậy nên cô không cần lo lắng chuyện tôi sẽ rung động đâu. Song Yi vô cùng tức giận khi nghe thấy lời này của anh. Vì để báo thù, Song Yi đề nghị giúp anh làm việc nhà. Nhưng cô vừa đứng dậy đã làm vỡ chiếc đĩa cổ của Min Jun. Min Jun không thể tin vào mắt mình. Nào ngờ Song Yi lại nói rằng chiếc đĩa này của anh quá cũ rồi và hứa sẽ mua cho anh nhiều đồ khác đẹp hơn. Cô không biết rằng Min Jun thật sự muốn khóc ra đấy luôn rồi. Tiếp theo đó, Song Yi lại tình nguyện quét dọn nhà giúp anh. Nào ngờ một giây sau, cô đã làm vỡ cái bình cổ yêu thích của Min Jun. Min Jun lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Song Yi lúc này vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, còn nói rằng cô có thể mua hàng trăm cái bình khác đẹp hơn thế này. Thấy cô còn định tiếp tục dọn dẹp nữa, Min Jun vội vàng ôm lấy Song Yi để ngăn cô lại.